Và đây là một món quà mình dành tặng các bạn vào đầu năm 2023 này. Và hy vọng là các bạn trong thời gian tới vẫn sẽ gắn bó với VV Comzik, ủng hộ VV Comzik. Và đặc biệt là nếu như mà các bạn thấy những cái gì mà chia sẻ của Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VVK đến từ VV Comzik. Và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VV Comzik hướng dẫn làm nhạc. Hiện tại thì VV Comzik đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận dạy hòa âm phối khí, cung cấp acapella cho các music producer và sáng tác ca khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ vvcomzikteam.com. Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video siêu tổng hợp các sample pack của VVK Collection từ 2020, 2021 và 2022. Một khối lượng rất là khổng lồ dành cho những bạn nào mà đam mê làm nhạc nhé. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào trang vvkmusicteam.com và các bạn vào phần block, sample pack và presets, sau đó click vào. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần VVK Collection 2020, 2021 và 2022. Thì khi mà các bạn lướt xuống đây sẽ có rất nhiều những cái bộ mà mình tổng hợp trong năm 2020, 2021 và 2022. Và khi mà muốn download một bộ nào đó thì các bạn chỉ cần click vào, hoặc là các bạn dùng chuột giữa các bạn click một lượt như thế này, đó là các bạn có thể download được rồi. Và đây là những cái bộ mà mình đã tổng hợp trong các năm qua và nó rất là cô đọng, xúc tích và rất là nhiều sao hay ho ở trong này. Nếu trong trường hợp mà các bạn muốn tìm một bộ nào đó liên quan đến dòng nhạc nào đó, các bạn muốn Ctrl F trên trình duyệt của bạn, ví dụ các bạn gõ ở đây là Trap, thì nó sẽ có bộ Trap Hip Hop Extension Vol. 1 năm 2020. Tiếp theo là VVK Megapack là có bộ năm 2021. Đó, có Future Bass, Trap và Lo-Fi. Tiếp theo là các bạn cũng thể search là ví dụ Future Bass chẳng hạn. Đó, có 4 bộ luôn. Extension Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3 và Future Bass này. Đó. Khi mà các bạn download về và các bạn giải nén xong, thả vào thì các bạn sẽ có toàn bộ các cái phần âm thanh đã được có sẵn ở bên trong này. Và đây là một món quà mình dành tặng các bạn vào đầu năm 2023 này. Và hy vọng là các bạn trong thời gian tới vẫn sẽ gắn bó với VV Comzik, ủng hộ VV Comzik. Và đặc biệt là nếu như mà các bạn thấy những cái gì mà chia sẻ của bọn mình bổ ích thì các bạn có thể gửi lời cảm ơn dành cho tập thể VV Comzik trong suốt những thời gian vừa qua nhé. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.